Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Bảo An đây. Thì hôm nay không biết chiếc vòng dự kiện sẽ cho chúng ta những thứ gì nữa ha. Bây giờ thì cùng xem nào. 1, 2, 3. Wow, để xem coi. Cô bé búp bê. Chiếc vòng dự kiện. Wow, em bé búp bê này có thể ngồi được nè mọi người. Đây, búp bê đang ngồi trong chiếc lồng diễu kỳ. Để bây giờ mình đem ra mình coi thử nha. Wow, nhìn sơ xung quanh thì nhìn em ấy rất là đẹp luôn. Mình rất là thích nhìn nè các bạn. Các bạn có thấy là em đã có một màu tóc màu hồng rất là sáng luôn. Và nhìn tới đây thì mọi người có liên tưởng tới một ai đó không? Đây, em này chính là Pinkie Pie. Các bạn có thấy trên má của em này có một cái ba cái bong bóng không? Đó là hình tượng của Pinkie Pie. Và đây chính là Pinkie Pie khi còn làm ngựa và Pinkie Pie khi biến hình. Các bạn có thể thấy luôn nè, rất là đẹp, rất là xinh luôn. Mình cực kỳ thích phiên bản Pinkie Pie này luôn á, vì mình là một fan hâm mộ cực kỳ cuồng nhiệt của My Little Pony, cho nên gọi là mình không thể nào thiếu được về hình tượng pony người. Các bạn nhìn nè, nó bị dễ thương luôn. Mình rất là thích em bé này. Bây giờ thì mình sẽ cùng chơi trò làm tóc với em bé này để đi theo kiểu đi dự tiệc nha mọi người. Theo mình suy nghĩ thì chắc là sẽ cột tóc này ra đằng sau. Thì mình sẽ tìm thứ dụng cụ hỗ trợ để cho em này có thể đứng thường. Có thể cái này sẽ giúp tóc đẹp cho em. Wow, đứng thu được rồi nè mọi người. Mình sẽ cho em đứng ngang để cho làm tóc cho dễ. Thì chắc là cái này đằng này. Bây giờ thì mình sẽ làm cái này, mình sẽ búi cái này lên. Cứ làm như vậy đi. Mình nghĩ là mình sẽ cột lại phần mặt sau. Khi cột xong phần đuôi này thì chúng ta sẽ chải xuống một tí cho mái tóc lại bóng màu lên nha các bạn. Mình sẽ cho phồng xuống đằng sau một tí để em ấy có một cái mái tóc màu hồng bạc kia rất là đẹp. Sau khi mà chải lên rồi thì có lẽ là mình sẽ quấn nó lại phía đằng sau như vậy. Có nhớ thì mình sẽ để cho một tí xíu gọi là một cái mái ở ngay đây. Mình sẽ để cho nó bắt đầu chải tóc cho em búp bê này.
Bye, Vicky Pies. Giờ mình sẽ kẹp tóc cho bóng bền. Mình lấy một cái kẹp như vậy. Mình kẹp ở đây. Mình sẽ quấn tóc qua bên này nè. Quấn tóc qua bên này. Tiếp theo sau đó thì mình sẽ kẹp ngay trên giữa ở đây luôn. Mình sẽ kẹp cái nơ. Đây là một cái nơ. Sau khi kẹp xong thì mình quay mặt nó lại. Mình sẽ đỡ chiếc gương miệng này lên cho Pinkie Pie. Mình sau là đây nè. Còn đằng trước sẽ có cái gương miệng rất là đẹp. Hello tất cả mọi người, mình sẽ chỉnh trang tóc tai lại cho em thấy một tí, như chạy tóc cho nó. Xong, và chúng ta đã hoàn thành một kiểu tóc để đi dạ hội siêu dễ thương dành cho búp bê. Nếu như mà không đeo gương mặt thì sẽ như thế này. Thế này thì chương trình cũng đã kết thúc rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn hãy chờ đón xem những tập sau. Chiếc lòng dự kỳ của chúng ta sẽ cho chúng ta những món quà gì nha. Tới đây thì các bạn hãy nhớ subscribe kênh của mình và like. Thế này thì xin chào và hẹn gặp lại.